cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tô bức tranh này nhá. Tiên mình sẽ tô mặt trời màu vàng. Tiếp theo mặt trăng, trái đất, tiếp theo giải ngân hà bao quanh này, mình sẽ tô màu xanh. Bên này sẽ tô màu cam. Cái này sẽ tô màu tím. Cái này sẽ tô màu xanh. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.